Kính thưa quý đồng hương Việt Nam trên khắp thế giới, tôi là Trần Cư, thì không lỡ bỏ qua cái cơ hội này, cái sừng rồng đang nở hoa đợt thứ hai, nó quá đẹp. Thì nhân đây đó thì tôi cũng nói về cái sừng rồng tôi trồng này. Thật ra là cái sừng rồng này đó là nó đã được trồng trong vòng 15 năm. Khi mới mua về thì nhỏ xíu bằng ngón chân cái. Và cái cách trồng của tôi đó thì cũng không có gì cái gớm, tức là mua cái loại phân nó họ bán để dành cho trồng các loại hoa đó, chứ đâu cần phải là mua phân đặc biệt cho cái sừng rồng gì đâu. Nhưng mà kéo dài qua 5 tháng thì nó nở hoa lên được cũng một vài năm rồi. Mà không ngờ là nó đẹp đến như vậy. Và còn cái vấn đề tưới nước hay không, thật ra cái sừng rồng nó sống ở sa mạc, nó ở miền khô, cho nên không tưới nước nó sống, mà tưới nước ít nó sống. Nhưng mà tôi quan niệm tưới nước nhiều, thành ra có vẻ nó, tại vì quý vị biết rằng là những cái loại cây này đó thì nó sống, nếu mình tưới nước thì nó lấy nước từ thân cây của nó ra nó sống. Thành nhưng mà mình tưới nước cho nó thì tốt hơn, thì nó lấy nước mình tưới nó sống, nó phát triển nhanh hơn. Thì nhưng đây thì đó là cái về cái sừng rồng. Tôi cũng giới thiệu là bởi cái đời đi thai, cho nên mình cứ nghiên cứu ba cái chuyện như thế này để chơi thôi. Đấy, cái sừng rồng. Bây giờ tôi sẽ đi đến một cái loại cây thứ hai. Đây bây giờ tôi quý vị thấy rằng trước mắt là một cái hồng, mà cái giống hồng này không ngờ nó đẹp như vậy. Thấy không? Một cái chùm mà nó lên bụng hoa, một cái màu sắc phải nói là đẹp quá. Thì các trồng hồng thì quý vị biết rồi, đơn giản, không cần phải mua cái phân đặc biệt cho cái trồng cây hồng. Nó cây màu hồng nó dễ trồng lắm. Quý vị về chỉ đào mua nguyên gốc hồng ở ngoài, hôm nay vô bán về thì mình đào cái lỗ rồi mình bỏ những cái loại phân thường xuống thôi. Phân mà trồng dành cho các loài hoa đó, nó 3 tháng, 6 tháng những cái chất bộ của bộ dưỡng nó đó, thì loại phân nó rẻ hiện nay, chứ không cần phải mua phân đặc biệt dành cho bông hồng. Đấy. Thì quý vị thấy nó lên hoa đẹp như vậy. Đó. Thì rảnh rỗi thì tôi cũng muốn là nói những cái mèo để cho mình phổ biến, để mình có thể là có một cái đời sống dưỡng già thoải mái, cần thì thai thoải mái. Đấy. Còn quý vị biết khi tôi phát huy sáng kiến thì quý vị biết đây là một cái dạng bầu, dạng bầu, nhưng bây giờ thì bầu chưa lên, nhưng bây giờ thì tôi trồng một cái đặc biệt, tức là một loại bông tới của Nhật đó. Tôi cho nó mọc, cho nó qua bên cái câu đối này. Câu đối này từ Việt Nam, mình sống ở Mỹ mình thấy cũng hay, okay. Thành ra cũng mua về treo chơi cũng vui. Hiếu này, chữ hiếu. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phụ kiện công cha. Rất là hay, hay quá. Thì thật ra mình già, mình chơi với cái đội này á, cái lớp thế hệ thứ hai ở Mỹ á, nó không biết đọc tiếng Việt, nó không hiểu. Nhưng mà tôi rất may là trọng, thì dụ như chồng nó biết đọc thì vợ nó biết đọc. nó giải thích, thành ra tôi thấy rằng là
mình người già mình chơi về câu đối như thế này thì thế thứ hai nó cũng cũng có vẻ là có lý lắm, nó thay đổi, nó hiểu phần nào cái phong tục của Việt Nam, phong tục tập quán Việt Nam, cái hiểu để cái giáo tục ngữ để hiểu hết cái đời sống đạo đức này nó đây. Còn con chim này quý vị biết không, cái này là do tôi từ từ trẻ nha, mua con chim ở ngoài chợ đâu có 99 cent nè à. Quý vị biết không, tôi mua cái loại mà lốc thai đó đấy, về tôi làm cái không, cái vòng cái tôi dạng vô nó khô rồi nó cứng như đá, thành nó chim. Chứ còn nếu chim này bây giờ ra mua ngoài chợ cũng là 30 chục con chim trên vậy đó. Sức cái đầu thì tôi lại lốc thai đó dạng vô đó. Còn cái cây này quý vị thấy đẹp không? Không, rất dễ thương. Đó. Thành ra còn cái câu đối bên này, này chị nhận thì đây là, thì quý vị biết rằng là mình sống ở Mỹ đấy, tôi đang đang quay về cái khu vườn dưỡng già nghỉ ngơi tại Liên Tân Sài Gòn, Hoa Kỳ, ở miền Nam California. Mình sống ở Mỹ đấy, mình kết hợp hai cái nền văn minh, hai hai cái nguồn văn hóa khác nhau đó. Thì dụ như Mỹ họ có những cái câu hay của Mỹ, những cái câu thơ, những cái ca dao của Mỹ, thì nhưng mà ở đây thì mình Việt Nam, gốc Việt Nam, cho nên mình cũng cũng để những cái ca dao Việt Nam. Thì ở Mỹ đấy nó có cái lời là ngay cả đời sống về thức ăn, về sinh hoạt đó, mình hưởng được hai hai đời sống, nhất là bông lý tới Sài Gòn này, một cái đời sống Việt Nam, thực phẩm Việt Nam bây giờ toàn là chất bổ dưỡng, chất ngon gì họ đưa về cái khu người Việt Đông này, họ nhập cảng vào đây toàn những thứ đắt tiền, thứ ngon, thứ để mà đưa vô đây. Thành ra phải nói rằng đồng bào sống đây, cái vùng Liên Tân Sài Gòn thủ đô, thì đặc sản ở đây quý vị biết nó có khoảng 200 cái restaurant để quý vị chọn chọn những thức ăn vừa ý. Thành ra vì nhờ có sự cạnh tranh như vậy cho nên rất là rẻ, ăn rất là ngon, rất là rẻ, có thể là à. Và hơn nữa những đầu bếp mà tinh túy từ Việt Nam bây giờ dời qua đây hết rồi. Thành ra quý vị tôi không phải khen gì, nhưng mà quý vị nói rằng là ở Việt Nam là nấu ăn ngon, ở đây tôi không tin như vậy, tại tất cả những người giỏi về nấu ăn ở Việt Nam bây giờ qua đây hết. Người ta nói rằng là cái thủ đô Sài Gòn bây giờ đó là người Bắc Hà Nội vô chiếm vô ở, còn người Sài Gòn chính gốc đó, bây giờ ở Sài Gòn không còn nữa, họ ra ngoài quốc hết. Và ra ngoài quốc đi đâu là chỉnh đi đến đây, cái vùng thủ đô thì nào cũng sang miền Nam Cali này nó có hơn nửa triệu người Việt Nam. Thì bao nhiêu là thức ăn ngon, bao nhiêu những nhà hàng quốc hồn quốc tùy Việt Nam nó nằm đây hết. Đấy à, thành ra đó mình kể thờ vừa đời sống Mỹ ở đấy, vừa đời sống Việt Nam. Quý vị biết ngay ở bông Mỹ Tơ này, quý vị muốn ăn những nhà hàng Mỹ, nhà hàng Ấn Độ, nhà hàng Pháp, nhà hàng của mọi mọi nước, của Thái Lan, của Đài Hàn, của Malaysia, của tất cả nằm ở đây cả. Còn nghỉ còn về vấn đề nghỉ hưu ở đây, y tế thì đương nhiên nhất thế giới rồi, phải nói là y tế bảo vệ cho người già đấy nhất thế giới. Tại vì sao một người già, bao nhiêu bạn bè Việt Nam 6-70 tuổi chết hết rồi. Mà ở đây bây giờ người ta 80-90 tuổi người ta còn sống sơ sơ,
Đa số Việt Nam bây giờ tuổi thọ ở đây nếu so về trung bình trong nước Việt Nam là hơn khoảng 10 năm. Đấy. Bởi vì sao? Vì nhiều bác sĩ chuyên khoa Việt Nam ở đây giỏi lắm, bây giờ tập trung ở đây quá giỏi. Thành ra tôi đang đang quay về quận Bường retire, mà tôi muốn nói về một số tin tức để bà con mình các nơi có cái nhận định để dưỡng già cho vui. Thì tôi cũng sẽ xin tạm dừng ở đây, rồi thỉnh thoảng tôi sẽ đưa những cái video về cái cảnh hưu trí tại vùng thủ đô người Việt tị nạn cộng sản miền Nam California, Hoa Kỳ để đồng bào khắp nơi nắm tin tức, trao đổi nhau cho vui. Tôi xin tạm dừng ở đây. Tôi là Trần Cư, một người đang retire tại thủ đô tị nạn cộng sản Linh Sài Gòn, miền Nam California, Hoa Kỳ. Và lý do không có nơi nào hạnh phúc ở đây là vì sao? Bây giờ mà sống ở đây gần 40 thập niên, bây giờ con cái dâu rể đùm đề đây vui lắm, sung sướng lắm, thành ra còn đi đâu nữa. Tôi tạm dừng đây, cảm ơn quý vị.